Hello, chào các bạn nhỏ. Wow, hôm nay cho các bạn xem những cái món các con thú đồ chơi chạy bằng bánh này. Wow, rất là thú vị luôn. Ok, nào xem nào. Bây giờ, cho các bạn xem con gì đầu tiên nào. Đây nào, đây là một con khủng long này. Đấy, khủng long xanh lét luôn. Khủng long này có sừng này. Đấy, khủng long này khủng long ăn cỏ đấy. Cái bên nào. Con gì nào? Cho các bạn xem, đây là con lạc đà này. Đây là một con lạc đà rất đáng yêu luôn này. Ok. Wow. Đây nào, đây là một con khủng long siêu dài. Cái cổ nó siêu dài này các bạn này. Wow, rất là đáng yêu luôn đấy. Nó rất dài đấy, phải bỏ vào nào. Wow. Còn đây nào, đây là một chú chó cứu hộ nào. So good. Rồi, nó chạy bằng binh nha. Để bỏ cho nó chạy luôn xem sao nào. Bình đầu. Đây. Mặt sâu rồi. Xoay mặt lại đây. Ok, yêu quá. Yêu quá. Sâu rồi. Nào, mình tắt thôi nào. Ok, tiếp đây nào, mình con khác nào. Wow, đây là một con bò sữa này này. Đây là con bò sữa nhỏ này. Đáng yêu chưa, bỏ đây. Ok, nào. Còn đây là cái cánh này. Đây là cánh của một con khủng long này. Đấy thì nhờ. Ok, rất là to. Ok, còn đây là một con lợn này. Con lợn, con heo màu hồng rất là dễ thương đấy, các bạn thấy chưa. Rất là yêu luôn, xoay 360 độ này. Ok. So good now. Wow. Dữ quá. Con này chạy, con lợn nó chạy gớm quá. Yeah. Wow, cái bên là một anh chàng cá mực rất là khổng lồ luôn. Thấy thấy chưa? Ok. Thả cái mồm ra. Nào. Thả cái miệng ra nào. Đây. Thấy chưa? Cái miệng nó to, con nó cắn hụt, thấy chưa? Đây là con sâu đồ, cá sâu đồ chơi này, nó rất là khá to đấy. Đây, bật bình dưới này. Ok, con nhạc lên nha, đi thôi nào, let's go. Qua đây. Wow. Tiếp đến là một anh chàng sư tử. Ok, đây là một con sư tử rất là đáng yêu nào. Come on. Đấy, để coi con nó có nhạc không. Ok, có nhạc. Nhạc dễ thương. Chân nó đi này. Nó hết pin rồi. Nó đi rất là nhẹ nhàng luôn. Có nhạc này. Nhanh lên. Đi nhanh. Nó hết pin rồi. Hey, so good. Còn đây là con sư tử đây. Ok, buddy. Wow. Còn đây là gì đây? Đây là một con khủng long bào chúa nào. Khủng long này nó có thể đẻ trứng được này.
Đó, thì cái lỗ này có thể bỏ trứng này. Đấy, nó để dưới này này. Đấy thì ạ. Ồ, bây giờ ta khởi động cho nó đi nào. Ok. 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 Ok.